Lô, còn kiểu ngủ nào dễ coi hơn kiểu này không con? Cái tội thức khuya cày game online, bây giờ thì banh càng ngủ giống như một đứa chết rồi. Bây giờ có chịu dậy làm việc canh nhà hay không? Cái tướng này nằm trên ghế là không có đẹp. Cái tướng này phải nằm trên chảo mới đẹp. Lô, có nghe tao nói gì không? Tao nhắc lại một lần cuối, có chịu dậy làm việc hay là không? Tao nhịn mày hết nổi rồi nghe luôn, đừng để tao làm thiệt. Mày muốn thành cày phải không Lô? Dạ. Ta đang ngủ mà ông làm gì vậy? Có biết hôm qua người ta thức khuya làm nhiều việc lắm không? Mới ngủ có chút xíu mà làm như cháy nhà ông bằng nha. Tôi làm ưu xin chứ phải làm mồi đâu mà ông muốn sai gì tôi làm đó. Thời gian chơi chó còn không có ở đó làm công. Bây giờ ông có nhổ sạch lông tôi cũng không dậy nữa. Ông muốn làm gì ông làm đi. Bất cần đời. Ở chút hù thành cày thành cày. Tôi nện cho dài dấu răng lên người ông bây giờ.